Trong tuần qua, giá lúa các loại đã đồng loạt tăng trở lại với mức tăng là 100-200 đồng một kg. Hiện tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đã vào vụ thu hoạch rộ. Trên thị trường lúa, bình quân giá lúa tươi thu mua tại ruộng ở mức là 7.300 đồng đến 8.200 đồng một kg. Doanh nghiệp và nhà máy hỏi mua nhiều, giao dịch sôi động hơn. Tại các địa phương như Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, hôm nay nguồn gạo về nhiều nhưng ít gạo đẹp. Các kho gạo chợ khó mua hàng, giá không có biến động so với ngày hôm qua. Theo đó, tại An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, gạo OM5451 đẹp duy trì ở mức 11.800 đến 11.900 đồng một kg, IR504 ở mức 11.300 đến 11.600 đồng một kg. Còn tại Sa Đéc, Đồng Tháp, giá gạo thơm đẹp ở mức 12.000 đến 12.200 đồng một kg, gạo OM380 ở mức 11.000 đến 11.200 đồng một kg, gạo OM5451 đẹp dao động quanh mốc 11.350 đến 11.550 đồng một kg. Gạo IR504 ở mức 11.200 đến 11.400 đồng một kg, RTT ở mức 12.600 đến 13.100 đồng một kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang, theo đó giá gạo thường giao quanh mốc 14 đến 15.000 đồng một kg, gạo Jasmine 17 đến 18.000 đồng một kg, gạo nang nhen 26.000 đồng một kg, gạo thơm thái hạt dài 19 đến 20.000 đồng một kg, gạo hương lài 21.000 đồng một kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một kg. Thưa quý vị, thị trường cà phê trong nước hôm nay nối đà tăng cao, mức tăng từ 1.300 đến 1.400 đồng một kg tùy địa phương. Hiện giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 93.100 đồng một kg, giá cao nhất tại Đắk Nông là 93.200 đồng một kg. Giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với mức giá 92.400 đồng một kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum ở mức giá khá cao với 93.000 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 93.200 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư Mơ Ga, cà phê được thu mua ở mức khoảng 92.900 đồng một kg. Còn tại huyện Ea Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 93.000 đồng một kg. Thưa quý vị, giá tiêu ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các địa phương thì đồng loạt tăng từ 500 đồng một kg so với ngày hôm qua. Như vậy là những ngày qua giá tiêu các vùng trọng điểm trên cả nước có dấu hiệu biến động, tăng giảm nhẹ. Hiện các địa phương đã thu hái gần xong vụ tiêu năm nay. So với năm ngoái, giá tiêu tăng đột biến giúp người trồng lãi lớn. Tuy nhiên, lượng hàng vụ mới ra thị trường không nhiều vì tâm lý giữ hàng của nông dân năm nay khá cao. Giá tiêu khu vực Tây Nguyên hôm nay giao động từ 93.500 đến 95.500 đồng một kg. Cụ thể, giá tiêu Chư Sê Gia Lai được thu mua ở mức 93.500 đồng một kg, tăng 500 đồng một kg. Giá tiêu Đắk Nông, Đắk Lắk được thu mua ở mức 95.500 đồng một kg, cũng tăng 500 đồng một kg so với hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng tăng 500 đồng một kg. Trong đó, cả giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu và giá tiêu Bình Phước hôm nay đều được thu mua ở mức 95.500 đồng một kg. Giá sầu riêng ngày hôm nay tiếp tục đứng ở mức cao chót vót, sầu riêng G6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 136.000 đồng một kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam Bộ đứng ở mức cao nhất là 212.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, chủng sầu riêng G6 đẹp và sầu riêng G6 sô đạt 120 đến 136.000 đồng một kg. Sầu riêng G6 đẹp đứng ở mức 133 đến 136.000 đồng một kg. Sầu riêng Thái đẹp ở mức 210 đến 212.000 đồng một kg. Sầu riêng Thái sô ở mức 185 đến 190.000 đồng một kg. Khu vực miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng như nhau. Giá sầu riêng G6 đẹp và sầu riêng G6 sô có mức giá thương lái mua ở mức 115.000 đến 135.000 đồng một kg. Sầu riêng Thái đẹp ở mức 208 đến 210.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá sầu riêng Thái sô đứng ở mức 185 đến 190.000 đồng một kg. Thưa quý vị, trong những ngày qua, giá lợn hơi trong cả nước ghi nhận tăng cao và hiện đang ở ngưỡng 60.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận tại khu vực phía Nam với giá là 61.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng 57 đến 59.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất khu vực 59.000 đồng một kg được ghi nhận tại Hà Nội. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 57.000 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 56 đến 60.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất khu vực 60.000 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 56.000 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa.
Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 57-61.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất khu vực 61.000 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang. Mức giá thấp nhất khu vực 57.000 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh. Thưa quý vị, nếu như trước đây rơm là loại phế phẩm bỏ đi sau mỗi mùa thu hoạch, thì vài năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ rơm của các nhà vườn và các hộ chăn nuôi ngày càng tăng. Bà con nông dân đã tận dụng nguồn rơm còn lại trên đồng sau khi thu hoạch lúa, bán cho thương lái. Vì vậy, nghề làm rơm cũng trở nên nhộn nhịp, ăn nên làm ra mỗi mùa thu hoạch lúa. Nghề cuộn rơm diễn ra quanh năm từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, từ nơi này đến nơi khác, góp phần làm cho không khí ngày mùa thêm tấp nập. Và vào những ngày này, vụ đông xuân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Nghề cuộn rơm trên đồng vì thế mà nhộn nhịp hơn, ghi nhận tại huyện vùng biên Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Nắng lên cũng là lúc máy cắt cuộn rơm bắt đầu hoạt động. Cứ cách vài mét là có một cuộn rơm. Rơm cuộn ra đến đâu được chở hết đi đến đó. Mỗi cuộn nặng từ 18 đến 20 kg. Mỗi công cho ra khoảng hơn 25 cuộn. Lúa năm nay được giá, cộng thêm tiền bán rơm cũng mang lại cho người nông dân một khoản kha khá. Niềm vui được mùa của những người nông dân trồng lúa như ông Dũng càng nhân lên gấp bội. Giá lúa thì nó cũng có cái giá cao, bán được 8.000. Còn về năng suất thì hecta vậy nằm cũng khoảng 750 ký. Ngay dôm dạ nó cũng hơi nhiều, có anh em ta là hỏi mua, bán cho anh em ta mỗi một công dôm tươi vậy đó là 50.000. Bán rơm cuộn không những mang lại thêm thu nhập cho bà con, mà còn giải quyết được thêm khoản chi phí khá lớn của việc vệ sinh đồng ruộng. Rơm được cuộn bằng máy, phần gốc dạ cũng được cắt băm nhỏ ngay tại ruộng, sẵn sàng cho vụ mùa mới. Cái đông xuân này mình bán được, thí dụ như hè thu mà mình gặp nắng khô giáo, thì anh em ta mua mình cũng vẫn bán bình thường. Năm nào nói chung cũng bán rơm cho anh em, mái nhà mình cũng có, mình sớ đi sớ lợi nhiều quận. Rơm dạ thì sao mình nhồi xuống cũng là cái chất khoan hữu cơ. Rơm cuộn xong sẽ tập kết và chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành trên cả nước. Đây là nguồn nguyên liệu hữu hiệu cho các sản phẩm hữu cơ trong nông nghiệp, đồng thời giúp giảm hơn 10% lượng khí thải nhà kính so với canh tác lúa truyền thống. Nó đủ nhu cầu, nó cung cấp cho đủ hết, chứ không phải là riêng việc ở đây, dãy có nè, cũng như mình đưa về vùng ngoài, tủ giường có nè, thanh long rồi đó, hoặc là dập bò cũng có, nhưng người ta làm nấm cũng có. Tại vì người ta thấy đốt mình làm thì nó cũng vậy thôi, nó cũng cái năng suất nó cũng phải gian vậy thôi, có cái dòng dài. Cái mặt đất đang vậy nên nó tươi xốp hơn. Trong bộ tiêu chí của đề án sản xuất 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long mà Đồng Tháp tham gia, việc chú trọng các yếu tố về quản lý nước, xử lý rơm rạ và tiết kiệm nguyên liệu đầu vào theo đúng quy chuẩn để tiến tới xây dựng thương hiệu gạo giảm phát thải, tạo giá trị tăng thêm cho hạt gạo. Với chỉ tiêu xử lý rơm rạ trên đồng ruộng, việc người nông dân biết khai thác giá trị tăng thêm từ rơm không chỉ phù hợp với xu hướng nông nghiệp hiện đại, mà còn góp phần hạn chế thói quen đốt đồng gây ô nhiễm môi trường và những hệ lụy do cháy lan có thể xảy ra.